Một cụ bà gốc Việt 75 tuổi bị mất trí nhớ đi lạc tại Santa Ana. Đây là tin tức đến từ Santa Ana, California. Vào hôm thứ Hai ngày 2 tháng 12, một người phụ nữ mắc chứng mất trí nhớ đi lạc khỏi ông chồng tại thành phố Santa Ana. Hiện nay thì cảnh sát đang yêu cầu sự giúp đỡ của cộng đồng để tìm kiếm bà. Theo thông cáo báo chí vào hôm thứ Ba từ cảnh sát, bà có tên là Phai Thái Trần, năm nay bà 75 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại một cửa hàng tạp hóa ở góc đường Bristol Street and Warner Avenue. Các viên chức mô tả bà là một phụ nữ Việt Nam cao khoảng 5 feet với dáng người gầy gò, tóc ngắn màu bạc, mắt nâu và nước da sáng. Bà mặc một chiếc áo len có chấm trắng cùng với quần đen và dép da nâu. Cho đến thứ Tư ngày 4 tháng 12, bà vẫn chưa tìm thấy. Các nhà chức trách kêu gọi bất cứ ai nhìn thấy hay là có thông tin có liên quan đến bà Phai Thái Trần, xin hãy liên lạc với thám tử Garcia của Sở Cảnh sát Santa Ana Police Detective theo số phone sau đây 714-245-8408 hoặc là số 714-245-8700. Xin cảm ơn quý vị.